Chúng ta đặt quá nhiều áp lực vào con cái bằng cách chúng ta đặt kỳ vọng vào nó. Từ đó chúng ta không chấp nhận cái chuyện con cái nó thất bại. Đó là một cái sai lầm. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cần phải hiểu cái dở nha, cái dở cái kém là năng lực có hạn. Có nhiều khi con của mình nó hạn chế về mặt tiếp thu, nó hạn chế về mặt suy luận, hạn chế về về cái mặt tư duy, hạn chế về mặt này mặt kia. Thành ra đó, nó dở, nhưng mà cái dở của nó là năng lực nó có hạn. Trừ khi nào á nó lười á, thì cái lười đó mới là một cái lỗi. Mình chỉ nên lo quan tâm sửa, răn dạy, hướng dẫn nó khi nó lười, chứ không phải khi nó dở. Nhớ giùm cái chuyện, có nhiều khi cái khả năng học của con có như vậy à, mà mình cứ ép nó, bắt nó đi học thêm chỗ này, bắt đi học thêm chỗ kia. Có nhiều nhà con á 19 giờ nha, 9 giờ mới đi học về, học thêm á, học ở trường xong rồi đi học thêm tới 9 giờ, có khi 9 giờ rưỡi mới về tới nhà. Rồi là phải lo học hành nha, lo học làm bài tập ở nhà tới 11 giờ, 12 giờ. Rồi sáng á thì 4 5 giờ là phải lo dựng đầu nó dậy để nó tiếp tục nó học. Rồi nó lại bắt đầu nó đi tới trường. Thật ra thằng nhỏ nó bị khủng hoảng học hành. Nó thiệt là mình đi làm mà còn không tới cái mức độ là tới 11 12 giờ khuya mình mới được nghỉ, mà sáng 4 5 giờ mình đã lo đi làm. Nhiều khi mình chưa đạt đến cái cấp độ đó mà mình đã ép nhỏ đưa vô cái cấp độ đó. Thành ra đó, cái chuyện mà hay hay dở, giỏi hay dở là do năng lực. Còn nhiều lý do nữa, có thể là do cái cách dạy dỗ, cái môi trường vân vân và vân vân. Nhưng cái vấn đề sư muốn nói ở đây là gì? Khi nào á mà nó lười á, mà nó dở, thì mình dạy nó là đúng rồi. Tại vì cái lười là cái không có nên. Nhưng mà mình thấy con nó đã cố lắm rồi, cố lắm rồi nhưng mà nó vẫn không được. Nó có cố nhưng nó vẫn không được, thì mình phải cho phép nó được dở. Tại vì nó không có lười. Nếu như mình có chỉ trích á, thì mình chỉ trích cái hành vi của nó. Tức là thí dụ như cái việc con lười học bài á, là không có nên, nó là sai. Tức là cái hành động đó, mình chỉ trích hành động. Chứ mình không nên chỉ trích con người. Tức là con sai rồi, không có nên. Mà phải nói là cái hành động này á, là chưa có đúng. Hành động này á, là sai nha. Nó khác nhau nhiều. Mình chỉ cho nó thấy cái hành động đó là sai thì nó sẽ thấy cái hành động đó là sai. Còn mình thấy á, mình chỉ cho nó thấy con sai thì nó sẽ suy nghĩ là bản thân nó là một cái lỗi. Và làm ơn làm phước đừng có khiến cho con nghĩ rằng nó là một gánh nặng. Nhiều khi mình không ý thức được chuyện đó đâu, mà những cái lời nói của mình á, mình làm tổn thương con nhiều lắm. Ví dụ như nuôi mày tốn cơm tốn gạo nha, hoặc là biết vậy hồi xưa tao đẻ mày tao dục đi tao nuôi làm gì. Thì những cái lời nói như vậy đó, mình khiến cho nó nghĩ rằng nó là gánh nặng. Hoặc là mình có thể là mình đặt áp lực học hành cho nó quá, dẫn đến cái chuyện là nó nghĩ là cái chuyện học dở nó sẽ là gánh nặng cho cha mẹ, tại vì cha mẹ sẽ không tự hào. Rồi từ đó tự nó tạo áp lực cho nó. Không có nên. Đừng khiến con nghĩ rằng nó trở thành cái gánh nặng. Thành ra đừng có đổ lỗi cho con. Đừng có đặt quá nhiều cái kỳ vọng. Nó giỏi thì đương nhiên mình mừng. Nhưng nếu như nó chưa giỏi, cũng không sao. Tại vì mình biết mà, con có hay có dở thì vẫn là con của mình, con có thành có bại hay nó thì nó cũng là con.
con có dại có khôn thì nó cũng là con, cho nên ấy, thương thì biết cách dạy dỗ, đừng có làm tổn thương đến.